bò chơi kiểu ba con chất lượng đẻ lắm ghê. Nhân lạ có thật các bạn nhá. Đấy. Bò. Đẻ từ lúc 12 giờ hay sao, hơn 12 giờ phải. Bây giờ đến 1 giờ rồi. Thấy có hai con, giờ có hai con nữa chứ. Cô luôn ba con gì. Anh hoàn là tưởng em nói vừa chắc à? To bụng gì hết rồi. Hơn 10 sữa tuần cho hèn đi lúc vậy. Ba con cái này phải cho bộ sách đỏ lắm không ạ? Lịch sử. Đéo mà phát cả đàn bò. Ăn thì dạy ra một đàn luôn đi. Đây được một đàn này này bác Hoàng nhỉ? Đàn. Con trong kia nữa. Quá đi, người rước ra đàn luôn. Năm nay sang năm sau này thì ba con đi mà thành công đều chữa cả thì dạy ra một đàn nữa. Nó lấy rộng cái chuồng đó bác Hoàng nhỉ? À, nó giống mẹ nó rồi. Làm thêm chuồng. Bò nó đẻ con nó thấy mập rồi con từ ba con lúc thế rồi nói rồi chứ làm ố đấy là còn thêm con nữa có bốn ngoài vú để bốn con này vú biết đứng chỗ mổ cho chứ cho hết ạ con này ký còn lắm đâu tí là đứng rồi vú là mỗi con chành mỗi vú con mổ cho mũ hết rồi con mẹ ký còn lắm này. Ngày chưa đi 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 chăn bò nhau hình bạch luôn không chứ? Cái gì mà gà la anh Hoàng? Chăm cho Nam. Nếu mua thêm ngô quấy thì tiền Nam thì khám. Nghiện cái lúa nữa, cái bịp lúa mà nghiện khám là mốt. Thế con kia tỉnh táo rồi. Tỉnh táo, chấp nhận. Con đi ra trước này. Con này trước rồi. Ừ. Con đi con thứ hai này, con đi con thứ ba này. 1 2 3 đi. 1 2. Ba con mù giống nhau. Y hệt luôn. À, con hút có cái đốm trắng ở ngay đây không à? À đây 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 đây. À mình thấy ở đây rồi. Không phải vỗ nó kẻ mẹ nó ngọn nó dài kẻ mẹ nó. Con hai con này ngắn mồm rồi. Con út là dài mõm nhất mà lại có cái đốm. Tha hồ mà lùa lên đường cái mà chạy à? Thôi đừng có cho lên đường. Ô tô. Nhưng cái lúc công ty máy nó về đó à nhỉ? Đường cái không có trông nó đâu. Nguy hiểm đó, chứ hội đi công ty à? Khỏe rồi rồi. Bây giờ làm răng mà bây giờ cái trăm con không bằng trăm mẹ kia.